Thưa quý vị, chiều qua 22 tháng 10, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa để bàn về công tác phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã báo cáo về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn. Theo đó, thì hiện thành phố Bà Rịa đang khai thác một số điểm du lịch như là khu di tích Nhà Tròn, địa đạo Long Phước, khu căn cứ cách mạng Núi Dinh và làng nghề nấu rượu Hòa Long. Làm việc với Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố. Sớm cho chủ trương phê duyệt hồ sơ xây dựng đập tràn tại sông Dinh, tháo gỡ các vướng mắc để lập thủ tục bàn giao khu vực Núi Dinh từ thị xã Phú Mỹ về thành phố Bà Rịa nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của Núi Dinh. Thành phố Bà Rịa cũng kiến nghị Sở Du lịch hướng dẫn hỗ trợ thành phố xây dựng đề án phát triển hoạt động du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch, hỗ trợ nâng cấp làng nghề nấu rượu truyền thống Hòa Long để phát triển thành tour du lịch hiệu quả. Lãnh đạo Sở Du lịch đã ghi nhận các kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa và sẽ có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà thành phố đang gặp phải. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát về quy hoạch các dự án du lịch, phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố.